Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, điều tra nghệ sĩ chiếm đoạt tiền từ thiện để lấy lại miếng ăn cho mặt trận Tổ quốc hay là còn có lý do nào khác? Sau hàng loạt livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tổng giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam tố cáo các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân trong đợt bão lũ ở miền Trung hồi năm 2020. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã gửi văn bản yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước giả soát tài khoản của các ca sĩ, nghệ sĩ và hai sĩ, các tài khoản trong và ngoài nước. Hôm 15 tháng 10, Công an đã làm việc với ca sĩ Thủy Tiên Đàm Vĩnh Hưng MC Trấn Thành Đại Nghĩa nằm trong danh sách yêu cầu giả soát sao kê các hoạt động từ thiện nhằm xác minh theo nội dung của một số đơn tố cáo rằng các nghệ sĩ này đã lợi dụng bão lũ miền Trung để quyên góp tiền nhưng không minh bạch trong quá trình giải ngân có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Báo chí trong nước dẫn lời Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học bộ công an nói rằng cơ quan công an giả soát số tiền từ thiện để giúp giải tỏa những nghi ngờ bức xúc của dư luận trước thông tin cáo buộc một số cá nhân lợi dụng việc kêu gọi tiền từ thiện nhằm trục lợi đây là việc làm rất kịp thời trong khi đó thì theo quan điểm của một số người cũng hoạt động thiện nguyện trong nước từ nhiều năm nay thì chính quyền Cộng sản còn có một số động cơ khác đằng sau cuộc điều tra ăn chặn tiền từ thiện trong thời điểm này. Bà P hiện đang sống ở Sài Gòn có nhiều hoạt động thiện nguyện trong thời gian vừa qua, cho biết bà ủng hộ việc phải điều tra rõ có hay là không chuyện nghệ sĩ đã chiếm đoạt tiền làm từ thiện để từ nay về sau những ai kêu gọi quyên góp tiền tự biết trách nhiệm giải trình minh bạch với người đóng góp. Tuy nhiên, bà P nói chính quyền làm mạnh tay vụ này còn vì muốn lấy lại danh dự cho mặt trận tổ quốc cũng như là các tổ chức từ thiện do nhà nước quản lý, bởi vì trong đợt bão lũ vừa qua thì người dân không còn tin tưởng vào các tổ chức của Đảng và nhà nước nữa nên mới gửi tiền cho những người khác, đặc biệt là ca sĩ Thủy Tiên. Mình biết là không có biên nào hoàn toàn tốt, mình nghĩ là một cá nhân khi mà nhận một khoản tiền nào đó thì họ phải có trách nhiệm đứng ra báo cáo minh bạch. Minh bạch cũng có nghĩa là bảo vệ danh dự cho người đứng ra làm từ thiện. Về tính minh bạch trong chuyện làm từ thiện của Thủy Tiên thì mình không dám bàn tới, tuy nhiên thì mình tin rằng là đây là một cú vỗ mặt rất lớn đối với nhà nước bên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng như là hội chữ thập đỏ vì họ không còn nhận được tiền của người dân gửi vào ủng hộ cho nên bắt buộc họ phải có một động thái dằn mặt nếu không thì họ cũng thất thu. Theo kinh nghiệm làm từ thiện thì mình biết rằng là tai họa của người dân luôn luôn là cơ hội của người có chức có quyền trong khu vực địa phương. Trong thiên tai hay là dịch bệnh, và người dân họ luôn ứng cứu nhau hơn rất nhiều so với nhà nước. Phải dần mặt như thế thì nhân dân sau này mới uh, nó mới gửi tiền vào cho các cơ quan của nhà nước, chứ người dân mà cứ gửi cho cá nhân như thế này thì các cơ quan ăn hại kia ăn cám à, đó là suy nghĩ của mình. Ông Hát người cũng đã chạy ngược xuôi trao quà cho bà con nghèo trong suốt 4 tháng phong tỏa do dịch bệnh Covid-19, nói rằng Ông nhìn thấy rõ ràng chính quyền hiện không muốn cho tư nhân đứng ra làm từ thiện nữa, tất cả phải quy về một mối đó là mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vấn đề là họ không muốn cho tư nhân làm về thiện nguyện nữa, tất cả mọi thứ tập trung vào mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bởi vì mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bị mất tiếng từ lâu rồi. Thiện nguyện tư nhân trong những đợt vừa rồi người ta làm quá tốt. Bây giờ nó muốn vực dậy mặt trận tổ quốc thì bắt buộc nó phải dập từ thiện tư nhân. Đương nhiên thì trong 100 hay là 1.000 người làm từ thiện thì cũng có những người nhúng chàm. Nó chỉ việc kiếm những đứa đó rồi nó đẩy lên làm trọng điểm. Họ biết chắc là có thì họ mới điều tra nhưng mục đích làm không phải để truy thu nguồn tiền đó mà là để dập cái thiện nguyện tư nhân. Tất cả mọi thứ là để lấy lại danh tiếng cho bên tổ chức nhà nước. Hồi tháng 10 năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi quyên góp tiền để cứu trợ đồng bào. Bốn tỉnh miền Trung đang gặp bão lũ và chỉ trong chưa đầy một tháng thì Thủy Tiên đã nhận được 178 tỷ đồng và con số này do cô giải trình ngay sau khi mà kết thúc đợt cứu trợ. Sau đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa mùa mưa lũ thông qua hệ thống mặt trận từ trung ương cho đến địa phương đạt 265 tỷ đồng. Đến nay thì Mặt trận Tổ quốc chưa sao kê công khai sao kê các khoản giải ngân từ số tiền nêu trên. Định hướng dư luận và che lấp yếu kém xử lý dịch bệnh một nguyên do khác khiến cho bộ công an cộng sản Việt Nam vào cuộc điều tra ngay trong thời điểm này theo bà P là do muốn định hướng dư luận. Chính quyền cộng sản Việt Nam muốn tập trung sự chú ý của người dân vào vụ lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện của ca nghệ sĩ mà bỏ qua những yếu kém thất bại của lãnh đạo cộng sản Việt Nam trong đợt bùng phát dịch Covid-19 10 qua vừa qua ở các tỉnh phía Nam mình phải thừa nhận là xưa nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất thành công trong việc thao túng dư luận. Họ dùng những scandal vụ bê bối này để nhận chìm những scandal khác. Và mình nghĩ rằng vụ từ thiện này cũng không nằm ngoài mục đích nhận chìm những cái sự quan tâm của người dân về vấn đề tiêm vaccine và dịch bệnh cũng giống như là sự tắc trách phản ứng yếu kém của nhà cầm quyền khi mà hỗ trợ người dân trước vấn đề dịch bệnh. Tại sao khi bầu cử lại có thể làm cái trò mang thùng phiếu đến tận giường bệnh nhưng mà hỗ trợ thì lại thiếu lên thiếu xuống suốt 4 tháng trời. Trong khi đó thì nếu không có những nhóm từ thiện tự phát thì mình tin rằng ở Sài Gòn số người chết đói nhiều hơn là chết vì bệnh. Và những ngày này thì cũng có thông tin lố bịch là ông giám đốc sở lao động thương binh và xã hội nói rằng không có người nào bị bỏ lại và đói khổ vì dịch bệnh. Cho đến bây giờ thì mình sẵn sàng mời ông Tấn bỏ thời gian đi cùng với mình để thấy rằng đến bây giờ vẫn còn rất nhiều khốn khổ. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Sài Gòn phát biểu hôm 18 tháng 10 trong một cuộc họp của Hội đồng Nhân dân thành phố sau Hồ Chí Minh rằng chưa có ai ở thành phố bị đói hay thiếu mặt lâm vào cảnh khốn khổ vì đại dịch. Bà P cho rằng đây cũng là một phát biểu nhằm khuấy động và điều chỉnh dư luận, nhưng theo bà đây là một câu nói dối thô bỉ nhất mà tôi từng nghe. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hơn 20% doanh nghiệp dùng vốn nhà nước Việt Nam bị thua lỗ gần 34.000 tỷ Việt Nam đồng. Tới 21% trong số các doanh nghiệp thuộc nhà nước quản lý hoặc có một phần vốn của nhà nước bị thua lỗ đến 30.000 tỷ đồng trong năm 2020 và các báo trong nước đưa tin. Dẫn lại một báo cáo của chính phủ gửi tới Quốc hội nói về hoạt động của các doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước trong năm 2020. Các báo trong nước cho hay Việt Nam có 807 doanh nghiệp hoạt động với toàn phần hoặc một phần vốn do nhà nước góp. Trong đó, chiếm hơn một nửa là các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước, chiếm gần một phần tư là doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn Số còn lại là các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn. Mảng tối trong bức tranh mà báo cáo chính phủ đưa ra là có 124 doanh nghiệp hoàn toàn thuộc nhà nước làm ăn yếu kém, hiệu quả và vẫn còn thua lỗ trong lũy kế trong năm 2020 lên tổng cộng gần 31.000 tỷ Việt Nam đồng. Nếu tính chung cả những doanh nghiệp có một phần vốn nước, nhà nước có 169 trên 807 doanh nghiệp tương đương xấp xỉ với 21%, còn lỗ lũy kế với tổng số là 34.000 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số lỗ lũy kế lớn bị nêu tên là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ 5.400 tỷ đồng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lỗ gần 3.200 tỷ đồng và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ hơn 1.200 tỷ đồng. Vẫn bản báo cáo cho biết rằng trong cùng năm, 15% trong số 807 doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp gắn với nhà nước chịu lỗ phát sinh với tổng cộng lên đến gần 16.000 tỷ đồng, chiếm hầu hết con số đó. Và tới hơn 15.000 tỷ đồng là con số lỗ phát sinh của 79 doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ từ 50% vốn trở lên. Gây chú ý trong bản cáo báo cáo gửi cho Quốc hội được báo chí trích đăng là một số doanh nghiệp tập đoàn lớn dùng vốn nhà nước thì trong đó riêng tổng công ty hàng không Việt Nam chịu lỗ phát sinh là hơn 11.000 tỷ đồng. Ở mức độ lỗ nghìn tỷ thì có tập đoàn hóa chất Việt Nam thua lỗ phát sinh hơn 1.600 tỷ đồng, tổng công ty đường sắt Việt Nam lỗ phát sinh gần 1.200 tỷ đồng. Số các hãng tập đoàn nhà nước lỗ ở mức trăm tỷ được nêu ra gồm có Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, lỗ phát sinh 318 tỷ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình số vệ tinh Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, lỗ phát sinh 265 tỷ đồng, Tổng Công ty Lương thực miền Nam, lỗ phát sinh 210 tỷ đồng, Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam lỗ phát sinh 154 tỷ đồng. Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp lỗ phát sinh 102 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì rất nhiều các hãng nhà nước lỗ ở mức vài tỷ đến vài chục tỷ Việt Nam đồng mảng sáng của bức tranh theo báo cáo của chính phủ là tính chung các doanh nghiệp dùng vốn nhà nước có lãi phát sinh trước thuế đạt gần 163.000 tỷ đồng trong năm 2020. Tuy nhiên thì báo cáo lưu ý rằng con số này bị giảm 22% so với năm 2019. Vẫn bản báo cáo cho biết tính đến hết năm 2020, tổng vốn mà nhà nước Việt Nam đầu tư vào 807 doanh nghiệp là sắp xỉ với 1,6 triệu tỷ Việt Nam đồng. Liên quan về đó thì thưa quý vị và các bạn thân mến, hãng hàng không mở lại tất cả các đường bay nội địa bỏ quy định về tiêm vaccine. Từ ngày 21 tháng 10 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải mở lại toàn bộ chặng bay trên cả nước và hành khách và trẻ em đi cùng không cần tiêm liều vaccine. Tối 20 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam ra văn bản hướng dẫn mở lại các đường bay nội địa như thường lệ từ ngày 21 tháng 10. Theo kế hoạch vận tải hàng không giai đoạn mới từ ngày 21 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10, đối với trường hợp hành khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại khu vực có dịch vụ cấp 4 hoặc là cách ly y tế vùng phong tỏa. Hành khách trên chuyến bay xuất phát từ khu vực có dịch ở cấp 4 hoặc là cách ly y tế phong tỏa. Hành khách trên chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, Cần Thơ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, PCR hoặc là test nhanh trong vòng 72 giờ. Trường hợp hành khách từ các khu vực khác chỉ cần đáp ứng một trong ba điều kiện, có kết quả xét nghiệm âm tính PCR hoặc là test nhanh trong vòng 72 giờ trước chuyến bay và giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc là giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay, đã tiêm đủ liều vaccine liều cuối cùng ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay. Hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định và thực hiện 5K, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi mà làm thủ tục hàng không check-in tại điểm xuất phát. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi mà có các triệu chứng như là ho, sốt, khó thở, đau cơ, đau rát họng, mất vị giác. Hành khách luôn đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc trong quá trình đi từ sân bay về nơi cư trú thì hành khách hạn chế dừng không tiếp xúc ở nơi đông người và thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện quy định phòng dịch của từng địa phương. Như vậy, hành khách là trẻ em chưa được tiêm vaccine sẽ được tham gia chuyến bay và chỉ cần có giấy xét nghiệm là âm tính Đối với tổ bay và ban tiếp viên thì cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày, ép không khỏi bệnh không quá 6 tháng hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine. Trong giai đoạn mới, Bộ Giao thông Cộng sản Việt Nam cho phép các hãng bay khai thác tất cả các đường bay như thời điểm trước dịch, song hạn chế tần suất các chuyến bay. Cụ thể, các đường bay Hà Nội Sài Gòn, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng thành phố Sài Gòn và ngược lại khai thác không quá 6 chuyến khứ hồi hàng ngày từ 21 tháng 10 đến 14 tháng 11 và không quá 7 chuyến khứ hồi hàng ngày từ 15 tháng 11 đến 31 tháng 11 và các chuyến bay khác thì không quá 4 chuyến khứ hồi hàng ngày. Như vậy thì Hà Nội sẽ có các chuyến bay đến thành phố Sài Gòn, Dạch Giá, Cần Thơ, Khánh Hòa, Côn Đảo, Huế, Đồng Hới, Tuy Hòa, Phú Quốc, Buôn Ma Thuật, Điện Biên, thay vì chỉ đến thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng, Điện Biên như là trước đây. Theo Bộ Giao thông Vận tải, trong giai đoạn thí điểm vừa qua thì từ ngày 10 đến 17 tháng 10, tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện còn thấp, đạt 49%, do số lượng khách đặt chỗ thấp và thậm chí có chuyến không có khách. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine tại nhiều địa phương, ngoài Hà Nội hay là trong Sài Gòn còn thấp và hành khách không thể đáp ứng điều kiện bay là cần đủ liều vaccine và nhiều nhóm gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi chưa được tiêm nên không thể di chuyển dù có nhu cầu. Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải trong vòng 15 ngày kể từ ngày áp dụng, Cục Hàng không Việt Nam sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh và tại các địa phương và trên toàn quốc để có đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với khách hàng phù hợp. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khám xét công ty xăng dầu lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên quan đến đường dây pha chế buôn bán xăng giả tại nhiều tỉnh thành, công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp khám xét công ty xăng dầu có quy mô lớn nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phong tỏa khám xét công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc tại địa chỉ số 100 1219 đường 30 tháng 4 thành phố Vũng Tàu. Việc khám xét công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc liên quan đến chuyên án 920G mà Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra về đường dây sản xuất buôn lậu xăng dầu được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay do Phan Thành Hữu, 64 tuổi, ngụ tại thành phố Sài Gòn và Nguyễn Hữu Tứ, 64 tuổi, quê ở Vĩnh Long, cầm đầu. Công ty Hà Lộc được xem là một trong những doanh nghiệp kinh doanh dầu có quy mô lớn nhất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và khu vực phía Nam với hàng chục cửa hàng xăng dầu cảng biển. Liên quan đến chuyên án 920G cho đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hơn 70 bị can với các tội danh theo quy định của Bộ luật hình sự. Trước đó đêm 6 tháng 2 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét cây xăng kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, bắt quả tang nhóm người đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cơ quan điều tra đã thu giữ hai tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà lan có trọng tải từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng và 4 thùng hóa chất để tạo màu. 120 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách. Để thực hiện hành vi, đường dây này đã mua nhiều tàu vận tải hàng hải, trọng tải lớn để vận chuyển xăng dầu xăng giả từ nước ngoài về khu vực vào số 0 và sau đó thì sử dụng hóa chất để pha chế thành xăng RON 92 kém chất lượng, xăng giả và tiếp tục vận chuyển vào nội địa để tiêu thụ. Theo cơ quan điều tra thì đường dây này cung cấp trung bình hơn 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày và từ tháng 8 năm 2020 đến khi bị phát hiện thì nhóm này đã cung cấp 200 triệu lít xăng giả ra thị trường. Theo kết quả giám định thì các mẫu xăng thu được trong chuyên án đều là hàng giả và kém chất lượng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi